Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video ngày 21 tháng 2 năm 2024. Kính thưa quý vị, chúng ta đang có mặt ở trên lầu 1 để mà cập nhật hình ảnh trực tiếp ở tại các băng truyền chờ lấy hành lý ra đến quốc tế Tân Sơn Nhất. Lời nói đầu tiên, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta có một tuần làm việc mới thành công và hiệu quả. Kính chúc tất cả quý vị luôn luôn hạnh phúc và thành công. Phải nói rằng mặc dù chúng ta đã kết thúc Tết Giáp Thìn năm 2024, tuy nhiên thì tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong những ngày gần đây, chúng ta thấy rằng kiều bào bên nước ngoài tiếp tục trở lại Việt Nam rất đông. Và đây là một trong những tín hiệu cực vui đối với Việt Nam khi mà đón đông đảo kiều bào cũng như là khách quốc tế đến Việt Nam. Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất của chúng ta trước Tết khoảng 2-3 tuần và sau Tết thì phải nói lượng khách cũng như là kiều bào đổ về phi trường ngày càng đông. Cứ tưởng rằng sau khi kết thúc Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 thì tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ ít chuyến bay quốc tế hạ cánh và đồng thời thì kiều bào bên nước ngoài cũng ít về Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta rất là bất ngờ khi mà thấy trong những ngày gần đây, đặc biệt là một tuần sau Tết, thì kiều bào vẫn tiếp tục đổ dồn về Việt Nam rất đông. Kính thưa quý vị, trên bản điện tử thể hiện bây giờ là 10 giờ 31 phút ngày 21 tháng 2 năm 2024. Trong ngày hôm nay mình tiếp tục cập nhật hình ảnh ở tại phi trường để gửi đến tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Hình ảnh rất quen thuộc với những chuyến bay cùng đến từ các nước như Đài Loan, rồi Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đây là một trong những quốc gia có số lượng chuyến bay quốc tế hạ cánh về phi trường Tân Sơn Nhất rất đông. Đa số kiều bào bên nước ngoài khi mà trở về Việt Nam hay chọn các chuyến bay của các quốc gia như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, trong thời gian gần đây thì có rất nhiều quý vị và các bạn sinh sống và làm việc bên nước ngoài, đặc biệt là những cô chú Việt kiều lớn tuổi, những bác Việt kiều lớn tuổi đã nghỉ hưu mà bây giờ muốn về Việt Nam sinh sống lâu dài thì phải làm như thế nào? Để mà chúng ta về Việt Nam sống lâu dài thì chắc chắn là anh chị cô chú Việt kiều sẽ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là chúng ta đăng ký thường trú tại Việt Nam, tức là chúng ta vẫn được giữ nguyên quốc tịch nước ngoài. Thứ hai là chúng ta nhập quốc tịch Việt Nam. Nếu như trước đây chưa có quốc tịch Việt Nam, hoặc xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu trước đây đã từng có quốc tịch Việt Nam. Như vậy thì quý vị Việt kiều muốn đăng ký thường trú tại Việt Nam để mà sinh sống lâu dài thì phải thực hiện như thế nào? Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, căn cứ điều 39 và điều 40 Luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào năm 2014 thì điều 39 có ghi rõ các trường hợp được xét cho thường trú. Trường hợp thứ nhất đó là người nước ngoài có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, được nhà nước Việt Nam tặng huân chương hoặc danh hiệu vinh dự nhà nước. Thứ hai là người nước ngoài là nhà khoa học, chuyên gia đang tạm trú tại Việt Nam. Thứ ba là người nước ngoài được cha, mẹ, vợ, chồng, con là công dân Việt Nam đang thường trú tại Việt Nam bảo lãnh. Thứ tư là người không quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước. Thứ tư là người không có quốc tịch đã tạm trú liên tục tại Việt Nam từ năm 2000 trở về trước. Và kính thưa quý vị, điều 40 điều kiện xét cho thường trú là như thế nào? Thứ nhất
là người nước ngoài quy định tại điều 39 của luật này được xét cho thường trú nếu có chỗ ở hợp pháp và có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống tốt ở tại Việt Nam. Thứ hai là người nước ngoài quy định tại khoản 2 điều 39 của luật này phải được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên môn của người đó đề nghị. Thứ ba là người nước ngoài quy định tại khoản 3 điều 39 của luật này đã tạm trú tại Việt Nam liên tục từ 3 năm trở lên. Như vậy, kính thưa quý vị, theo quy định trên thì trong trường hợp này, nếu muốn đăng ký thường trú thì anh chị Việt Kiều phải được bảo lãnh mẹ hoặc chồng con là công dân Việt Nam bảo lãnh. Cho nên chúng ta muốn đăng ký thường trú thì chúng ta phải có chỗ hợp pháp nè, rồi có được người bảo lãnh nè. Chỗ hợp pháp tại Việt Nam có nghĩa là nhà mua, nhà thuê cũng được, nhà mượn cũng được, hoặc là ở nhờ cũng được quý vị. Nếu mà chúng ta ở nhờ thì phải được chủ nhà bảo lãnh thì chúng ta vẫn có thể đăng ký thường trú ở tại Việt Nam. Ngày nay thì đã có rất nhiều anh chị cô chú Việt Kiều ở bên nước ngoài, ngay cả châu Âu, Mỹ, Úc, Canada gì đó thì cũng muốn trở về Việt Nam sinh sống lâu dài. Và một vấn đề cũng đặt ra liên quan đến cái việc mà đăng ký thường trú về Việt Nam để sống lâu dài, thì Việt Kiều muốn nhập quốc tịch hoặc là xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải làm như thế nào? Kính thưa quý vị, điều 19 luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 cũng đã quy định về cái điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam. Cụ thể ở điều 19 thì điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam, thứ nhất là công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam nếu đáp ứng đủ những cái điều kiện như sau. Thứ nhất là chúng ta có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thứ hai là chúng ta tuân thủ hiến pháp và pháp luật Việt Nam, tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam. Thứ ba là chúng ta phải biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng sinh sống tại Việt Nam. Thứ tư là chúng ta đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam. Thứ năm là chúng ta có khả năng đảm bảo cuộc sống tại Việt Nam, có nghĩa là chúng ta phải có cái nguồn thu nhập, có cái mức tài chính, có khả năng tài chính để đảm bảo chúng ta có một cuộc sống ấm no và đầy đủ tại Việt Nam. Như vậy, đối với người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện theo quy định ở điểm C, điểm D. Như vậy thì những cái trường hợp nào? Thứ nhất là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam. Thứ hai là có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Thứ ba là có lợi cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị, các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam là trường hợp thứ nhất, người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại điều 26 của luật này có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam nếu thuộc trong những trường hợp sau đây. Thứ nhất là xin hồi hương về Việt Nam. Thứ hai là có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam. Thứ ba là có công lao động đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Thứ tư, có lợi cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ năm là thực hiện đầu tư tại Việt Nam. Thứ sáu là đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài. Đối với trường hợp người bị tước quốc tịch Việt Nam
xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải sau ít nhất 5 năm kể từ ngày bị tước quốc tịch mới được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam. Và một yêu cầu nữa là người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây, và tên gọi này phải được ghi rõ trong quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam. Như vậy thì hồ sơ thực hiện việc nhập quốc tịch hoặc xin trở lại quốc tịch Việt Nam sẽ bao gồm như thế nào? Thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam. Thứ hai là bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế. Thứ ba là bản khai lý lịch. Thứ tư là phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, còn phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài, và phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ. Như vậy thì chúng ta cũng biết rõ là Việt Kiều thôi quốc tịch Việt Nam thì có được nhập lại nếu hồi hương trở về Việt Nam hay không. Cho nên chúng ta biết rằng Việt Nam quy định rất rõ ràng trong các cái trường hợp mà được trở lại quốc tịch Việt Nam. Tất nhiên thì người mà xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cái việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam là không cho. Còn các trường hợp mà bị tước quốc tịch Việt Nam, nếu xin trở lại thì phải ít nhất 5 năm. Chúng ta nhớ những cái điều đó. Và lấy lại quốc tịch, khi mà xin quốc tịch Việt Nam thì lấy lại tên cũ ở Việt Nam. Đối với những người mà xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu mà cư trú ở trong nước á, thì chúng ta nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi mà chúng ta cư trú. Còn nếu như anh chị mà ở bên nước ngoài, tức là nếu như cư trú ở nước ngoài, thì chúng ta nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại của chúng ta. Nhật Bản thì không cho phép hai quốc tịch với người trên 18 hay là 20 tuổi gì đó, nên giờ thì muốn về quốc tịch Việt Nam thì phải bỏ quốc tịch Nhật Bản rồi. Cho nên có những anh chị mà đang sinh sống và có quốc tịch Nhật Bản mà bây giờ muốn hồi hương về Việt Nam mà muốn giữ luôn quốc tịch Nhật Bản thì chắc chắn là không được, tại vì Nhật Bản ta không cho phép hai quốc tịch với những người trên 18 tuổi. Nghĩa là sau khi mà chúng ta bỏ quốc tịch Nhật Bản xong thì chúng ta có thể xin được quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên cái chuyện mà xin được hay không đó là một chuyện khác nữa. Nói sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất của chúng ta rất đông, và nó rất đông.
Cho nên phải nói cái xu hướng từ cuối năm 2023 cho đến sang năm 2024 và tiếp theo nữa thì cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài dần dần cũng có rất là nhiều quý vị thích về định cư tại Việt Nam. Cho nên người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì thông thường khi mà nghỉ hưu thì các anh chị đó muốn về cội nguồn quê hương thì phải xin các cái thủ tục hồi hương. Điều đó sẽ giúp cho anh chị Việt Kiều có những cái điều kiện thuận lợi khi mà sinh sống, làm việc, nghỉ hưu lâu dài tại Việt Nam của chúng ta. Đối với những cái thủ tục mà hồi hương thì cho phép Việt Kiều được đồng thời có quốc tịch Việt Nam và vẫn giữ được quốc tịch nước ngoài, có nghĩa là chúng ta có thể là gọi nôm na dễ hiểu đó là song tịch hai quốc gia. Cho nên Việt Kiều sau khi mà thực hiện các cái thủ tục hồi hương xong thì sẽ có hai quốc tịch, được hưởng tất cả các ưu đãi, hưởng tất cả những quyền lợi về kinh tế, chính trị cũng như là phúc lợi xã hội của cả hai quốc gia mà chúng ta đang mang quốc tịch đó. Cho nên người ta hay gọi một cái từ đơn giản thủ tục hồi hương, hay còn gọi là thủ tục đăng ký song tịch, quý vị. Tất nhiên thì pháp luật Việt Nam của chúng ta hiện hành cho phép và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam đã định cư và nhập quốc tịch nước ngoài được phép hồi hương. Và những cái điều kiện, những cái trình tự và thủ tục hồi hương thì đối với Việt Kiều bên nước ngoài á, thì vẫn rất là rõ ràng, rất rõ ràng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nói nôm na cho dễ hiểu là chúng ta nắm rõ được hai cái điều kiện cần thiết nhất khi mà anh chị Việt Kiều xin hồi hương về Việt Nam. Cái điều kiện thứ nhất là anh chị Việt Kiều phải có giấy tờ chứng minh đã từng có quốc tịch Việt Nam và còn giữ quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cái thứ hai là anh chị Việt Kiều phải có chỗ ở hợp pháp tại Việt Nam. Chỗ ở hợp pháp là như thế nào? Chỗ ở hợp pháp có nghĩa là gồm nhà thuộc mình sở hữu của chính bản thân anh chị Việt Kiều đã mua hoặc đứng tên, hoặc là nhà anh chị thuê lại, thuê mướn lại, hoặc là anh chị về Việt Nam mà ở nhờ nhà người khác, nhờ nhà người thân của chúng ta đó, thì phải do người thân bảo lãnh của chúng ta. Đó là hai cái điều kiện bắt buộc chúng ta phải có. Phải nói bà con đang đứng vây kín tại lối đi luôn rồi quý vị. Vây kín lúc này. Sân bay đã vỡ trận luôn. Các anh an ninh, các anh bảo vệ tại sân bay chán nản luôn rồi. Hết muốn đứng nữa. Wow, phải nói sân bay quá đông luôn rồi quý vị. Đúng là không thể ngờ được. Hết Tết mà lại đông như thế này. Khóc luôn cô chú anh chị các bạn thấy không, khóc luôn, ôm khóc, gặp nhau chắc cũng đã thời gian rất lâu rồi.
chúng ta nhìn sân bay mà cứ ngỡ như là những ngày Tết vậy, cô chú anh chị các bạn. Phải nói thời tiết tại Sài Gòn sau Tết vẫn nắng nóng rất là cao, cho nên nhiều anh chị của chú Việt Kiều không chịu nổi sức nóng ở tại Sài Gòn. Vẫn là quá nóng luôn, nhiệt độ khoảng 35-36 độ C vào khung giờ cao điểm trong ngày. Chúng ta còn nhớ rằng có rất nhiều vụ án mà Việt Kiều Mỹ bị cướp giật, té ngã, nhập viện cấp cứu tại Sài Gòn của chúng ta. Cách đây không lâu thì một anh Việt Kiều Mỹ đã cầm theo một chiếc bóp trên tay, chiếc ví đó quý vị, đứng trước tòa nhà, văn phòng lớn thôi, thì vô tình không để ý đã bị hai thanh niên nhào tới và giật chiếc ví khiến cho anh Việt Kiều này phải nhập viện cấp cứu luôn. Cho nên khi mà về Sài Gòn thì chúng ta cũng hết sức cảnh giác và bảo vệ túi sách nè, điện thoại nè, đồng hồ nè. Đặc biệt là nhiều anh chị Việt Kiều cứ đứng ở ngoài đường rồi nhìn điện thoại rồi gọi điện thoại tỉnh queo. Thì như vậy vô tình chúng ta làm mồi ngon cho bọn cướp ở tại Sài Gòn. Rất nhiều cái vụ án giật cướp của Việt Kiều ở tại Sài Gòn. Trước đây thì chúng ta cũng nhớ có một lần là anh Việt Kiều ngồi ăn ở tại phố Tây Bùi Viện thôi thì đã bị cướp áp sát và giật túi sách, trong đó có khoảng 1 tỷ đồng, ngay trung tâm Sài Gòn trong những ngày Tết. Đó là một sự liều lĩnh quá sức tưởng tượng. Rồi nhiều Việt Kiều ở bên nước ngoài về ở tại quận 5 Sài Gòn cũng vậy, không để ý là bị giật, bị cướp. Hôm trước chúng ta cũng biết một cái vụ án mà liên quan đến một nữ Việt Kiều Mỹ bị một tên trộm giật mất túi sách khi mà đang đứng chụp hình cùng người thân ở ngay chỗ đường Thi Sách, quận 1 Sài Gòn. Phải nói những tên trộm cướp quá liều lĩnh. Ta cũng biết rằng mới đây không lâu thôi, vào khoảng tháng 1, tháng 2 vừa rồi thì cũng có một cái vụ việc mà Việt Kiều bị trộm cắp tài sản. Trộm cắp tài sản ngay chỗ quận 3 Sài Gòn. Bị giật chiếc iPhone, bị giật chiếc iPhone 12 Pro Max. Quốc tịch Úc quý vị, Việt Kiều Úc. Hồi tháng 1 năm 2024. Lúc đó thì anh Việt Kiều Úc này đang uống rượu, ngồi trước nhà uống rượu thôi, ngay chỗ đường Hai Bà Trưng, quận 3 này. Thì phải nói bị giật ngay một cái điện thoại iPhone 12 Pro Max. Nhưng mà sau đó thì trình báo công an ở quận 3 thì công an đã tìm thấy và trả lại.
Phải nói trong ngày hôm nay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất của chúng ta, hàng nghìn người đang vây kín sân bay luôn để mà chờ đón người thân của mình về thăm gia đình sau Tết, sau Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Sân bay luôn. Nhân viên bảo vệ ra để mà mở đường cho khách người ta dễ dàng đi ra ngoài, mà bà con thì vẫn đứng quay kín xung quanh rồi. Thank you.
đó em đi trước đi đã. Rồi, như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng khép lại video trên kênh YouTube Tiêu Nguyên Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.